Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn học sinh đến với bài giảng điện tử môn vật lý khối 6 của cô ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Thu Nga, đến từ trường trung học cơ sở Hùng Vương, quận Tân Phú. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong buổi học này. Hy vọng chúng ta sẽ có một buổi học thật vui tươi và bổ ích nhé. Rồi, trước khi vào bài học, cô muốn giới thiệu đến các bạn một đoạn clip ngắn hướng dẫn cách làm nến hammock. Các em có thể làm theo vào thời gian rảnh ở nhà khi không phải đến trường, sáng tạo cho mình những cây nến thật đẹp nhúm như thế này nhé. Và bật mí, đoạn clip này có liên quan trực tiếp đến bài học của mình đó. Rồi, các em hãy theo dõi thật kỹ nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, tự tạo nên những cây nến đẹp như thế này không quá khó phải không các em? Và quá trình làm nến này là ứng dụng của hai hiện tượng vật lý, đó là sự nóng chảy và sự đông đặc. Vậy, sự nóng chảy, sự đông đặc là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài ngày hôm nay nhé! Chủ đề sự nóng chảy và sự đông đặc. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai trọng tâm. Trọng tâm thứ nhất là hiện tượng nóng chảy đông đặc. Thông qua các hiện tượng nóng chảy đông đặc trong thực tế cuộc sống thì chúng ta sẽ kết luận được sự nóng chảy là gì và sự đông đặc là gì. Trọng tâm thứ hai là mình sẽ tìm hiểu đặc điểm của nóng chảy và đặc điểm của đông đặc như thế nào nhé. Quay trở lại đoạn phim cô giới thiệu lúc ban đầu, thì quá trình làm nến cô tạm chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nấu sáp nến. Các em để ý kỹ ha. Giai đoạn nấu sáp nến này các em để ý kỹ thể của sáp nến qua từng bước làm. Ở hình đầu tiên, đây ạ. Sáp mới lấy ra có màu trắng đục. Vậy sáp này ở thể gì các em? Đúng rồi, thể rắn ha. Rồi, và sau đó sáp rắn này được đun nóng lên, tức là làm cho nhiệt độ nó tăng á. Và các em thấy lửa được bật lên ở trên bếp ga nè. Rồi. Ở hình sang hình thứ ba. Hình thứ ba ha. Lúc này sáp đun nóng sẽ bị chảy dần ra, nên lúc này trong nồi sẽ tồn tại hai thể cùng lúc là vừa lỏng vừa rắn. Và sau một thời gian, sáp nó chảy ra hết hoàn toàn. Vậy trong nồi lúc này chỉ còn tồn tại một thể duy nhất, đó là thể lỏng. Vậy ở giai đoạn 1 nấu sáp này là giai đoạn biến sáp từ thể gì sang thể gì các em? Đúng rồi, từ thể rắn sang thể lỏng khi nhiệt độ nó tăng lên ha. Và quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng khi nhiệt độ tăng, mình gọi đây là sự nóng chảy. Vậy từ đây các em hãy suy ra giùm cô kết luận coi sự nóng chảy là gì. Các em hãy điền vào phần chấm chấm trong kết luận sau đây nhé. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất. Cô nhắc lại, kết luận sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất. Rất đơn giản phải không nào? Vậy thì từ cái kết luận này, ngoài ví dụ về nấu sáp nến ra thì các em có thể tìm thêm những ví dụ khác trong thực tế cuộc sống về sự nóng chảy được không? Chẳng hạn như cô làm trước nha. Chẳng hạn như là đây, nước đá.
Trời mùa hè này thì chúng ta sử dụng nước đá rất là nhiều đúng không nào? Thì nước đá ban đầu ở trong tủ lạnh thì nhiệt độ thấp, nước đá tồn tại ở thể rắn, nhưng khi lấy ra ngoài rồi thì nhiệt độ tăng cao hơn nhiều so với trong tủ lạnh, thì nước đá sẽ bị chuyển sang thành thể lỏng, nóng chảy thành thể lỏng ha. Hoặc một ví dụ khác cũng gần gần giống như nước đá tan, đó là đây ạ. Cái này không phải là thác nước đâu nha, cái này chính là những tảng băng ở Bắc Cực nó bị nóng chảy ra. Thì khi nhiệt độ của trái đất tăng cao lên, trái đất nóng lên, nhiệt độ tăng cao lên, thì những tảng băng ở Bắc Cực ban đầu ở thể rắn thì nó sẽ bị nóng chảy thành thể lỏng. Và khi nóng chảy thành thể lỏng thì nó gây ra một hậu quả, đó là làm nước biển, mực nước biển dâng cao lên. Và khi mực nước biển dâng cao lên thì nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến những cái sinh vật ở sống ở Bắc Cực. Điển hình là gấu Bắc Cực. Có thể nói những ngôi nhà của gấu Bắc Cực đang bị tan dần ra từ những tảng băng to lớn, nó chỉ còn lại nhỏ xíu. Cho nên gấu Bắc Cực không còn chỗ để sinh sống. Trong những năm gần đây thì số lượng cá thể gấu ở Bắc Cực đang giảm rất là mạnh. Ngoài ra khi nước biển dâng lên thì nó còn gây ra những hậu quả xấu như là tạo nên lũ lụt hoặc xâm nhập mặn vào đất hoặc là gây sụt lở đất. Một ví dụ khác đó là khi mình nấu chảy sô cô la. Sô cô la ban đầu ở thể rắn, mình nóng chảy nó thành thể lỏng khi mà nhiệt độ tăng cao lên. Hoặc một ví dụ khác đó là kem bị tan chảy khi mình bỏ ra khỏi ngoài tủ lạnh, nhiệt độ tăng cao lên rất nhiều thì nó sẽ bị nóng chảy từ thể rắn sang thể lỏng. Thì từ những cái ví dụ cô vừa mới nêu thì các bạn nắm được khái niệm của sự nóng chảy chưa ạ? À, là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất. Ha. Vậy bây giờ quay lại clip hướng dẫn làm nến lúc ban đầu. Giai đoạn 2 của làm nến là tạo hình. Ở hình thứ nhất, các bạn thấy nến được đổ vào khuôn vẫn còn trong suốt và lúc này nến tồn tại ở thể lỏng. Sang hình thứ hai, bạn thấy nến trong khuôn nó đã được nguội dần đi, tức là nhiệt độ giảm. Lúc này trong khuôn có hai loại. Các bạn thấy là ở bên trong là thể lỏng, tức là vẫn còn trong suốt, còn bên ngoài là trắng đục rồi, nghĩa là thể rắn. Vậy lúc này sáp nến tồn tại cùng lúc hai thể là vừa lỏng và vừa rắn. Sang hình thứ ba và hình thứ tư, sáp nến trong khuôn đã được đông hoàn toàn màu trắng đục, tức là chỉ tồn tại ở một thể, đó là thể rắn. Vậy giai đoạn 2 này là giai đoạn làm nến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Và sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn của một chất như vậy mình gọi đó là sự đông đặc. Vậy từ đó các bạn rút ra kết luận giùm cô, sự đông đặc là gì? Kết luận, sự đông đặc là sự chuyển từ thể gì ạ? Thể lỏng sang thể gì ạ? Thể rắn của một chất. Cô nhắc lại, sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của một chất. Vậy tới đây các em để ý giùm cô một chút xíu, đó là sự đông đặc và sự nóng chảy nó có liên quan gì tới nhau? Rồi, đây là hai quá trình ngược nhau. Nếu như sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng thì đông đặc nó sẽ ngược lại, là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn ha. Vậy thì tới đây các em hãy tìm thêm giùm cô một số ví dụ trong thực tế cuộc sống về đông đặc được không nào? Chẳng hạn như là nước đá đúng không? Hồi nãy nước đá bị nóng chảy ra thì bây giờ mình sẽ làm ngược lại, thì là sẽ là sự đông đặc. Đó là mình làm nước đá. Thì nước đá ban đầu mình lấy nước ở thể lỏng bên ngoài, sau đó cho vào trong tủ lạnh. Một thời gian sau nhiệt độ giảm xuống sẽ làm cho nước này nó sẽ bị đông đặc thành thể rắn. Hoặc là làm kem. Kem ban đầu người ta trộn hỗn hợp dưới dạng thể lỏng, sau đó cho vào ngăn đá tủ lạnh, thì một thời gian sau nó cũng sẽ làm cho hỗn hợp kem bị đông đặc lại thành thể rắn.
Ví dụ khác về sự đông đặc đó là khi xây dựng, người ta làm xi măng. Xi măng ban đầu ở thể lỏng, sau một thời gian nó cũng sẽ bị đông đặc thành thể rắn. Hoặc là làm rau câu. Rau câu ban đầu ở thể lỏng, đúng rồi, ban đầu ở thể lỏng, khi để nó nguội đi hoặc cho vào tủ lạnh nhiệt độ giảm xuống thì nó cũng sẽ đông đặc thành thể rắn. Nói tóm lại, quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc là hai quá trình ngược nhau. Nếu như nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, thì đông đặc sẽ ngược lại, chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Và các bạn lưu ý, các chất sẽ nóng chảy khi nhiệt độ tăng và đông đặc khi nhiệt độ giảm. Đây chính là dấu hiệu để nhận biết hai quá trình nóng chảy hay đông đặc khi mình làm bài tập. Các bạn lưu ý nhé. Và sau đây mình sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo, đó là phần trọng tâm, đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc như thế nào. Ở phần này có một thí nghiệm nhỏ, các bạn quan sát hình giùm cô. Đây là đèn cồn dùng để đốt nóng ly nước ở trên. Trong ly nước này người ta đặt một ống nghiệm. Ống nghiệm có đựng sáp paraffin hay còn gọi là sáp nến. Người ta cắm vào trong ống nghiệm sáp nến này một cây màu đỏ. Cây này chính là nhiệt kế phòng thí nghiệm, dùng để theo dõi nhiệt độ của sáp. Và người ta làm thí nghiệm theo dõi này trong vòng 10 phút, ghi lại số liệu như trong bảng sau. Bảng này các bạn quan sát gồm 3 cột. Cột thứ nhất là thời gian tính bằng đơn vị phút. Cột thứ hai là nhiệt độ tính bằng độ C. Và cột thứ ba là thể. Cách mình đọc bảng này là mình sẽ đọc theo hàng ngang. Ví dụ, ở thời gian phút thứ 0, nhiệt độ là 30 độ C, thể là rắn. Tương tự, ví dụ phút thứ 5, nhiệt độ là 50 độ C, thể tồn tại vừa rắn và vừa lỏng. Tương tự phút thứ 10, nhiệt độ là 65 độ C, thể là một thể duy nhất là thể lỏng. Vân vân. Ha. Vậy thì dựa vào bảng này các bạn sẽ giúp cô trả lời một số câu hỏi sau để tìm hiểu coi những đặc điểm tiếp theo của sự nóng chảy và sự đông đặc là gì nhé. Câu hỏi đầu tiên. Bảng này cho biết chất đang nóng chảy hay đông đặc. Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ sử dụng đến phần lưu ý dấu hiệu nhận biết mà hồi nãy cô đã hướng dẫn cho các bạn. Đó là các chất nóng chảy khi nhiệt độ tăng và đông đặc khi nhiệt độ giảm. Vậy ở đây mình chỉ cần nhìn vào cột nhiệt độ. Bạn nhìn vào cột nhiệt độ thứ hai này ha. Nhiệt độ ban đầu ở phút thứ 0 là 30 độ C. Rồi phút thứ nhất tăng lên là 34 độ C. Rồi 38, 42, 46 vân vân cho tới phút thứ 11 là 80 độ C. Vậy nhiệt độ ở đây nó đang tăng. Mà nhiệt độ đang tăng thì suy ra đây sẽ là quá trình nóng chảy ha. Vậy bảng này sẽ cho mình biết đây là sự nóng chảy. Được chưa ạ? Rồi, câu hỏi tiếp theo. Giai đoạn từ phút thứ 0 đến phút thứ 4, nhiệt độ sáp như thế nào, ở thể gì? Rồi, câu này người ta hỏi các bạn là hai ý ha, là ý về nhiệt độ và ý ở thể. Bây giờ về nhiệt độ trước. Chúng ta nhìn vào bảng. Từ phút thứ 0 đến phút thứ 4 là đoạn nằm ở trên á. Về nhiệt độ từ phút 0 đến phút 4 là tăng từ 30 độ C đến 46 độ C. Nhưng về thể của chất thì trong giai đoạn này chỉ có một thể duy nhất, đó là thể rắn. Được chưa? Vậy câu trả lời cho giai đoạn này, câu trả lời cho câu hỏi này đó là giai đoạn từ phút thứ 0 đến phút thứ 4, nhiệt độ của sáp tăng từ 30 độ C đến 46 độ C và sáp tồn tại ở một thể duy nhất, đó là thể rắn. Vậy thì có nghĩa là từ phút thứ 5 trở đi,
Thì sáp nó mới tồn tại hai thể là vừa rắn vừa lỏng, là từ phút thứ năm trở đi là sáp mới bắt đầu nóng chảy. Nghĩa là khi nó và nó chỉ nóng chảy khi nó đạt đến nhiệt độ là 50 độ C. Được chưa ạ? Rồi. Và cho đến phút thứ 10. Các bạn thấy phút thứ 10 là sáp ở thể lỏng, nghĩa là đến phút thứ 10 là đã được nóng chảy hoàn toàn. Từ phút thứ 10 trở đi là sáp đã được nóng chảy hoàn toàn hết và chuyển sang hết là thể lỏng. Được chưa ạ? Cho nên cái giai đoạn từ phút thứ 5 đến phút thứ 9 là giai đoạn này. Cô có đánh dấu màu cam ha. Là giai đoạn nóng chảy của sáp. Phút thứ 5 là bắt đầu giai đoạn nóng chảy, đến phút thứ 9 là kết thúc giai đoạn nóng chảy. Thì cái giai đoạn nóng chảy này mình gọi nó là thời gian nóng chảy hay quá trình nóng chảy. Được chưa? Rồi, giờ câu hỏi tiếp theo ha. Trong suốt thời gian nóng chảy, sáp tồn tại ở thể gì? Nhiệt độ thay đổi như thế nào? Vậy thì đầu tiên để trả lời câu hỏi này thì mình phải xác định coi là trong suốt thời gian nóng chảy, vậy thời gian nóng chảy là đoạn nào? Như cô vừa mới nói hồi nãy ha, thời gian nóng chảy chính là đoạn từ phút thứ 5 đến phút thứ 9, giai đoạn màu cam cô đánh dấu. Vậy thì trong cái đoạn này thì nhiệt độ và thể của nó như thế nào? Bạn nhìn vào bảng giùm cô. Về thể, tất cả những thể trong màu đoạn màu cam này thì thể nó đều ở hai thể cùng lúc, tồn tại hai thể cùng lúc, đó là thể rắn và lỏng. Còn về nhiệt độ, bạn thấy nhiệt độ trong giai đoạn này có gì đặc biệt không ạ? Nhiệt độ tất cả đều là 50 độ C. Nhiệt độ không thay đổi, đều là 50 độ C hết. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi này, cô nhắc lại như sau. Đó là trong thời gian nóng chảy, sáp tồn tại ở thể rắn và lỏng, nhiệt độ của sáp không thay đổi. Được chưa ạ? Rồi, câu trả lời này rất là quan trọng, nó sẽ được mình sẽ gặp rất nhiều lặp đi lặp lại trong quá trình mình làm bài tập ha, cho nên các bạn lưu ý giùm cô. Vậy còn sự đông đặc thì sao? Nó giống hay khác nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Các em nhìn hình. Cũng là thí nghiệm hồi nãy, nhưng lúc này người ta tắt lửa đèn cồn đi, rồi theo dõi nhiệt độ và thể của sáp cũng trong thời gian là 10 phút và lập được bảng như sau. Các bạn quan sát bảng nhận thấy rằng, thứ nhất, người ta tắt đèn cồn, nghĩa là làm cho sáp nguội đi, nhiệt độ giảm. Bạn nhìn cột nhiệt độ giùm cô nè. Thời gian ở phút thứ 0, nhiệt độ sáp là 80 độ C. Sau đó sẽ giảm dần tới phút thứ 11, chỉ còn 30 độ C, nhiệt độ giảm. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của sự đông đặc. Vậy bảng này chính là bảng theo dõi sự đông đặc của sáp. Thứ hai, về thể. Ở phút thứ 0 tới phút thứ nhất, sáp chỉ tồn tại một thể duy nhất, đó là thể lỏng. Sang phút thứ 2, có hai thể là vừa lỏng và vừa rắn, nghĩa là từ phút thứ 2 trở đi, sáp bắt đầu đông đặc cho đến phút thứ 6. Sang phút thứ 7 là đông đặc hoàn toàn, cho nên chỉ còn lại một thể duy nhất, đó là thể rắn. Vậy, thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 6 chính là thời gian đông đặc, hay còn gọi là quá trình đông đặc, tương tự như bảng thời gian nóng chảy nha. Và mình sẽ nhận thấy rằng, rất là dễ nhận thấy rằng là trong thời gian đông đặc này thì sáp nó tồn tại cùng lúc hai thể vừa lỏng và vừa rắn, và nhiệt độ rất đặc biệt. Đoạn màu xanh này nhiệt độ chỉ có một nhiệt độ duy nhất không thay đổi, đó là 50 độ C. Vậy từ đó mình rút ra một kết luận, đó là trong thời gian đông đặc, sáp tồn tại ở thể lỏng và rắn, nhiệt độ của sáp không thay đổi. Kết luận này chính là đặc điểm của sự đông đặc. Vậy bây giờ mình so sánh sự đông đặc này với bảng số liệu của sự nóng chảy hồi nãy.
À, vậy so sánh hai mình dạ. Ta có thể nhận ra rằng cùng với một chất sáp paraffin thì kết quả của hai thí nghiệm nóng chảy và đông đặc đều cho ra cùng một kết luận như nhau. Đó là trong thời gian nóng chảy hoặc trong thời gian đông đặc thì sáp tồn tại hai thể vừa rắn vừa lỏng và nhiệt độ của sáp luôn là không thay đổi 50 độ C. Kết luận này cũng đúng với nhiều chất khác nhau. Cho nên từ đó ta rút ra được đặc điểm chung của sự nóng chảy và sự đông đặc của các chất, đó là trong thời gian nóng chảy hoặc trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi. Cô nhắc lại, trong thời gian nóng chảy hoặc trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi. Đây là đặc điểm rất quan trọng. Mình sẽ ứng dụng đặc điểm này để làm bài tập rất là nhiều. Các em ghi nhớ nhé. Quan sát bảng số liệu, sự nóng chảy của sáp paraffin. Ta nhận thấy rằng sáp paraffin chỉ thực sự nóng chảy khi đạt đến nhiệt độ là 50 độ C. Nên nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của sáp. Tương tự với sự đông đặc. Sáp paraffin chỉ đông đặc khi đạt đến nhiệt độ là 50 độ C. Nên nhiệt độ này có tên gọi là nhiệt độ đông đặc của sáp. Vậy từ đây ta nhận thấy rằng với cùng một chất thì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của chất đó là bằng nhau. Có nghĩa là chất đông nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ đó. Điều này đúng với đa số các chất. Cho nên từ đó ta rút ra được đặc điểm tiếp theo của sự nóng chảy và sự đông đặc. Đó là phần lớn các chất nóng chảy hay đông đặc ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó được gọi là nhiệt độ nóng chảy hay nhiệt độ đông đặc. Cô nhắc lại, đặc điểm thứ hai, phần lớn các chất nóng chảy hay đông đặc ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy hay nhiệt độ đông đặc. Dưới đây là bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất khác nhau. Ví dụ như wolfram, thép, đồng, vàng, bạc, muối ăn, vân vân. Từ bảng này ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng mỗi chất khác nhau sẽ có nhiệt độ nóng chảy khác nhau của riêng nó, không giống chất khác. Cho nên từ đây ta rút ra được đặc điểm thứ ba của phần này, đó là các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy hay nhiệt độ đông đặc khác nhau. Cô nhắc lại đặc điểm thứ ba, các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc khác nhau. Cho nên mình sẽ sử dụng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ đông đặc này của mỗi chất dùng để nhận biết chất đó. Thì bảng này cho ta rất là nhiều số, chúng ta không thể nhớ hết được. Cho nên cô chỉ lưu ý các bạn là ba con số mình thường hay gặp khi làm bài tập thì các bạn phải ghi nhớ, đó là băng phiến, nước đá và sáp nến. Thì băng phiến nóng chảy hay đông đặc ở nhiệt độ là 80 độ C, nước đá nóng chảy hay đông đặc ở 0 độ C và sáp nến nóng chảy hay đông đặc ở 50 độ C. Ba con số này các bạn cần phải ghi nhớ để mình làm bài tập dễ dàng hơn nhé. Tới đây thì nhiều bạn thắc mắc là cô ơi, wolfram là gì, băng phiến là gì? Thì giờ cô xin giải thích. Wolfram chính là chất liệu thường được sử dụng để chế tạo nên dây tóc trong bóng đèn sợi đốt. Còn băng phiến chính là lông não, là cái viên thơm để trong tủ quần áo để đuổi gián, đuổi chuột. Và sau đây cô xin tóm gọn lại những kiến thức mà mình cần nhớ trong bài này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập áp dụng nho nhỏ để củng cố thêm phần kiến thức mà cô vừa hướng dẫn các bạn. Gọi là nho nhỏ thôi nhưng mà mới bắt đầu nên nó cũng hơi khó và hơi rắc rối một xíu. Cho nên các bạn hãy nghe kỹ phần hướng dẫn của cô và cố gắng lên nha. Đây, bài tập của chúng ta như sau.
cho bảng số liệu theo dõi nhiệt độ của một chất như sau. Và 4 câu hỏi. Vậy để trả lời 4 câu hỏi này thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình phân tích bảng số liệu khi làm bài. Bảng số liệu của chúng ta gồm hai dòng là dòng thời gian tính bằng đơn vị phút và nhiệt độ độ C. Trình bày theo dạng hàng ngang chứ không phải theo hàng dọc như hồi nãy chúng ta tìm hiểu. Và mình để ý là người ta ẩn bớt đi một hàng về thể, có nghĩa là tí nữa chúng ta phải tự suy ra và điền vào. Khi gặp dạng bài tập bảng số liệu này thì bước đầu tiên các bạn làm đó là nhìn vào dòng nhiệt độ ha. Ở phút thứ 0 nhiệt độ là 95 độ C, rồi phút thứ nhất là 90, vân 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 xuống còn phút thứ 8 là còn 65 độ C, nghĩa là nhiệt độ đang tăng hay đang giảm á các bạn. Đúng rồi, đang giảm ha. Vậy nhớ lại nhận biết hồi nãy cô ghi nhớ cho các bạn ha. Khi một chất mà nhiệt độ giảm thì nó sẽ ứng với quá trình gì ạ? Nóng chảy hay đông đặc? Đúng rồi, nhiệt độ giảm sẽ ứng với quá trình đông đặc, cho nên bảng số liệu này sẽ là bảng số liệu của đông đặc ha. Rồi, tiếp theo. Ở dòng nhiệt độ, các bạn nhìn coi nhiệt độ nào là đặc biệt, giai đoạn nào nhiệt độ đặc biệt. Đúng rồi, giai đoạn đặc biệt là ba số ở giữa 80, 80, 80, cô đóng khung lại như thế này ha. Và mình nhớ lại đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc. Đó là khi mà nhiệt độ không thay đổi đó, chính là, đúng rồi, là nhiệt độ đông đặc của chất. Vậy mình sẽ điền vô. Ở dưới đây là nhiệt độ đông đặc, ứng với quá trình đông đặc ha. Còn nếu như là ứng với quá trình nóng chảy thì đây sẽ là nhiệt độ nóng chảy. Rồi tương tự ở thời gian ở trên cũng dựa vào đặc điểm luôn, nhiệt độ mà không thay đổi là ở trong thời gian đông đặc. Vậy ba số ở trên cô sẽ đóng khung, đây là trong thời gian đông đặc, được chưa ạ? Rồi, và về thể, trong thời gian đông đặc thì chất nó luôn luôn tồn tại ở hai thể là vừa lỏng và vừa rắn, cho nên mình sẽ điền ở trên đây lỏng và rắn ha. Vậy vấn đề đặt ra là ở khoảng thời gian trước thời gian đông đặc chất ở thể gì và sau thời gian đông đặc chất ở thể gì. Bây giờ mình nhớ lại nè, khái niệm về sự đông đặc. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của một chất, có nghĩa là đầu tiên chất nó sẽ ở thể lỏng. Vậy cái khu đầu tiên này mình đóng khung là thể lỏng ha, và cuối cùng chất phải ở thể rắn. Vậy giai đoạn cuối cùng này là thể rắn, được chưa? Rồi, vậy đây là xong quá trình mình phân tích cái bảng số liệu. Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn để cách mình trả lời các câu hỏi này ha. Câu số 1. Đây là quá trình gì? Như hồi nãy cô nói rất là nhiều lần rồi, muốn nhận biết là quá trình gì thì mình sẽ nhìn vào dòng nhiệt độ. Nhiệt độ ban đầu là 95 độ C, sau đó giảm còn 65 độ C. Nhiệt độ giảm thì sẽ ứng với quá trình đông đặc. Vậy câu này mình trả lời, đây là quá trình đông đặc vì nhiệt độ giảm. Được chưa ạ? Rồi câu số 2. Chất này có tên gọi là gì? Vì sao biết? Đây là câu nhận biết chất. Thì mình sẽ nhớ lại giùm cô, hồi nãy cô nói là có 3 con số mình cần nhớ. Đó là 80 độ C, 50 độ C và 0 độ C. Ở đây nhiệt độ đông đặc, bạn nhìn vào bảng giùm cô, nhiệt độ đông đặc là 80 độ C ha. Vậy mình nhớ lại coi chất nào có nhiệt độ đông đặc là 80 độ C nè. Đúng rồi, đó là băng phím. À, vậy câu này trả lời rất dễ dàng. Chất này là băng phím vì có nhiệt độ đông đặc là 80 độ C. Chỉ vậy thôi ha. Rồi câu số 3. Quá trình đó, tức là quá trình đông đặc á, diễn ra trong thời gian bao lâu? Lúc đó chất tồn tại ở thể gì? Ở đây hỏi về thời gian. Câu thứ nhất là hỏi về thời gian thì mình sẽ nhìn vào cột thời gian. Quá trình đông đặc, thời gian đông đặc là phần màu xanh cô đã đánh dấu.
diễn ra từ phút thứ 3 đến phút thứ 5. Mà câu hỏi là thời gian bao lâu thì mình sẽ phải làm phép trừ, tức là lấy 5 trừ 3 bằng 2 phút, diễn ra trong 2 phút. Lúc đó ý thứ hai, lúc đó chất tồn tại ở thể gì? Là về thể, các bạn nhìn lên cái phần thể mình vừa mới điền màu hồng. Trong thời gian đông đặc, giống như đặc điểm mình được học ở trong thời gian đông đặc thì chất luôn luôn tồn tại ở hai thể là vừa lỏng vừa rắn. Vậy câu này mình sẽ trả lời như sau. Quá trình đông đặc gồm hai ý, quá trình đông đặc diễn ra trong 5 trừ 3 bằng 2 phút. Ý thứ hai, chất này tồn tại ở thể lỏng và rắn. Được chưa ạ? Câu cuối cùng. Chất tồn tại ở thể gì vào phút thứ nhất và phút thứ bảy? Vậy bạn nhìn lên bảng giùm cô. Phút thứ nhất nằm trong vùng thể lỏng, cho nên nó sẽ tồn tại ở thể lỏng. Tương tự, phút thứ bảy nằm trong vùng thể rắn, cho nên nó sẽ tồn tại ở thể rắn. Được chưa ạ? Vậy câu này mình trả lời ngắn gọn. Phút thứ nhất thể lỏng và phút thứ bảy tồn tại ở thể rắn. Được chưa? Rồi. Tiết sau cô sẽ cho các bạn nhiều bài tập hơn, đa dạng hơn để mình luyện tập thêm về sự nóng chảy và sự đông đặc nhé. Còn bây giờ kết thúc bài ở đây. Cô có một số dặn dò nho nhỏ cho bài này. Thứ nhất là bạn cần phải học phần ghi nhớ gồm 3 ý á. Thứ hai là bạn hãy làm lại cô phần áp dụng càng nhiều càng tốt để mình nhớ bài hơn. Và thứ ba là bạn hãy đọc phần thế giới quanh ta tham khảo thêm trong tài liệu trang 125-126 và tìm thêm như cô những ví dụ thực tế về sự nóng chảy, sự đông đặc nhé. Cuối cùng là bạn hãy chuẩn bị cho tiết học sau là làm bài tập vận dụng sự nóng chảy, sự đông đặc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần hướng dẫn của cô cho chủ đề sự nóng chảy, sự đông đặc. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, học thật vui và xin hẹn gặp lại trong những chủ đề lần sau nhé.